phật bảo thiện hiện theo ý ông thì sao hoặc ngã hoặc hữu tình hoặc dòng sanh mạng hoặc khả năng sanh khởi hoặc sự dưỡng dục hoặc sự trưởng thành hoặc chủ thể luân hồi có thể nắm bắt được chăng thiện hiện bạch phật bạch thế tôn không phật dạy này thiện hiện hoặc ngã hoặc hữu tình hoặc dòng sanh mạng hoặc khả năng sanh khởi hoặc sự dưỡng dục hoặc sự trưởng thành hoặc chủ thể luân hồi đã chẳng thể nắm bắt được thì làm sao ta có thể phô diễn cảnh giới của ngã cảnh giới hữu tình cảnh giới của dòng sanh mạng cảnh giới của khả năng sanh khởi cảnh giới của sự dưỡng dục cảnh giới của sự trưởng thành cảnh giới của chủ thể luân hồi như vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát chẳng phô diễn bát nhã ba la mật đa cũng chẳng phô diễn trí nhất thiết trí và tất cả pháp thì đại bồ tát ấy nhất định sẽ chứng đắc trí nhất thiết trí khi ấy cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn có phải chỉ có bát nhã ba la mật đa chẳng thể phô diễn hay là cả tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa cũng chẳng thể phô diễn phật dạy này thiện hiện, chẳng những bát nhã ba la mật đa chẳng thể phô diễn, mà tịnh lự tinh tấn, an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa cũng chẳng thể phô diễn. Này thiện hiện, hoặc pháp thanh văn, hoặc pháp độc giác, hoặc pháp bồ tát, hoặc pháp chư Phật, hoặc pháp hữu vi, hoặc pháp vô vi, tất cả pháp như thế đều chẳng thể phô diễn cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả Pháp đều chẳng thể phô diễn, thì tại sao có thể đặt ra? Nào là địa ngục, là bàng xanh, là quỷ giới, là người, là trời, là dự lưu, là nhất lai, là bất hoàn, là A-la-hán, là độc giác, là Bồ-Tát, là Phật, là tất cả Pháp. Phật dạy, này thiện hiện theo ý ông thì sao hữu tình phô diễn và pháp vô diễn, thật có thể nắm bắt chăng? thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Phật dạy, này thiện hiện nếu hữu tình phô diễn và pháp phô diễn, thật chẳng có thể nắm bắt. Thì ta làm sao phô diễn, nào là địa ngục, là bàng xanh, là quỷ giới, là người, là trời, là dự lưu, là nhất lai, là bất hoàn, là A-la-hán, là độc giác, là Bồ-Tát, là chư Phật, là tất cả Pháp. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên học tất cả Pháp đều chẳng thể phô diễn. Cụ thọ thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lẽ nào chẳng nên học sắc, chẳng nên học thọ tưởng hành thức,